xin chào. Sinus Status, còn được cư dân địa phương yêu mến gọi là Statia hoặc Status, là một đảo nhỏ nằm trong vùng Carib và là một đặc khu của Hà Lan. Đảo Sinus Status nằm ở phía bắc của quần đảo Leeward thuộc Tây Indi, phía đông nam quần đảo Virgin. Sinus Status giáp với phía tây bắc của quần đảo Saint Kitts và phía đông nam của quần đảo Saba. Thủ phủ của vùng là Oranjestad. Đảo Sinus Status có diện tích khoảng 21 km2 8.1 dặm vuông. Kết quả cuộc điều tra dân số năm 2001 cho thấy dân số của đảo vào khoảng 3,543 người, với mật độ 169 người, 1 km². Ngôn ngữ chính thức là tiếng Hà Lan và tiếng Anh. Phương ngữ tiếng Anh của quần đảo Virgin được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Các khách du lịch thường di chuyển đến đảo bằng máy bay từ sân bay FD Roosevelt. Từng là một phần của quần đảo Anti thuộc Hà Lan, Sinus Status trở thành đặc khu của Hà Lan vào ngày 10 tháng 10 năm 2010. Tên gọi Sinus Status của đảo là tên tiếng Hà Lan của Thánh Eustace, còn được phát âm là Eustachius hoặc Eustadius, vốn là một tu sĩ Tin Lành huyền thoại tử vì đạo. Ông còn được biết đến trong tiếng Tây Ban Nha là San Eustachio và tiếng Bồ Đào Nha là Santo Eustaquio hoặc Santo Eustecho. Video đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại.